Sau 2 tiếng đồng hồ anh em chúng tôi đã vật lộn lên được mớ sâm cao ly. Anh em đang sinh tồn ở trong rừng đào sắn dây. Rừng nguyên bản không có ai trồng nha các bạn. À, còn dày to. Ôi dồi, ôi dồi, Coi mấy củ dưới trước đi đã. Củ dưới này chắc bé hơn. Chém vào đá rồi. Không sao. Củ này nhỏ. Cũng bị ăn mẹ gốc rồi sao ấy. Cái đầu nó thôi. Đầu nó. Ừ, đây này. Đấy. Thôi lấy củ này thôi. Lấy củ đấy, lấy củ này. Úi giời. Nếu để hôm nào lấy cái sạp bắt tàu. Bây giờ mình bởi là mình ngừng lấy. Người ta mới thì người ta cũng đang. Đúng rồi. Không còn cơ hội lần sau đâu. Còn dây bên này nữa này. Đấy đấy nữa. Mò củ này chưa? Đừng. Mò củ này chưa? Này chắc người ta không biết đấy chứ. Biết chứ. Giờ biết. Làm giống cho chồng à? Biết người ta đâu để của to cái này. Ít ăn, ít đào. Một năm củ đã to hơn vậy rồi ạ. Có mà nhổ, to lắm. Sắn này người ta làm bột sắn đây đúng không? Ừ, nó đây. À, phá ra được củ siêu to. Làm gốc cây cà phê cái gì? À, gốc trà bá luôn. Chắc hẹn ngày mai thôi. Ngày mai mang binh khí vào. Mai chiến rồi, để đấy đi. Tại vì nó quá to. To hơn gốc cà phê các bạn. Phí. Lấy củ đấy thôi. Má đi lấy sàng đi sớm mẹ lấy nguyên. Mang xà beng. Mang xà beng mang cuốc vào. Hôm nay anh em quyết tâm phục thù mấy cái gốc sắn ngày hôm qua. Khổng lồ. Cầm cái này vào. Trồng lại nhé các bạn. Siêu lồ.
mấy mình có tí rớm mồ hôi rồi. Đẹp luôn. Cái áo thôi, nóng máy rồi. Thu đại rồi. Tỏ tay cái góc lên lưng nào một chỗ. Yeah.
cả cổ nữa. Cái tờ đập. Để tí đi, cổ nào mới to này, không biết hết nè. Đổ mồ hôi. Đó, cổ này không giúp hết gì đâu. Cây luôn với gốc trà này. Ừ, ngay gốc trà. Nó củ này ăn chín thật. Này cũng ăn được đúng không? Ngon đấy. Ừ. Ngon. Rồi, mang về. Rất ngọt của ta. Đây. Mở ra. Không, củ này hết ăn. Hết rồi. Cái này, hết rồi. À. Nó còn cái đường sau đây nữa. Cái gì? Báo. Chậm mà. Củ keo à? Tỏ tăng dài. Củ keo 2 con luôn. Bắn được 2 con á? Không thấy ác kỳ vậy. Ai, sau 2 tiếng đồng hồ anh em chúng tôi đã vật lộn lên được mớ sâm cao ly cà phê. À quên, sâm cao ly ở gốc cà phê, ở vườn cà phê. Có niên đại hàng thế kỷ. Đấy, bây giờ là phải vác lên cái ngọn đồi kia đi về. Khá đuối đấy. Khá đuối. Rồi, okay. Chào các bác. Hẹn lại clip sau nhé. Đây, những gương mặt thân quen. Thân quen sinh tồn. bữa trưa của ba anh em. Đây, hai bác tự ràng. Lạc. À, ngô. Này là ăn ngô. Ăn ngô uống nước cắt. Không phải nước lọc đâu nhá. Nước lọc không có đục về đâu. Cũng không phải revive chanh muối đâu. Cay lắm.
trời sắp mưa, mưa to. Cái này nó vẽ cho chắc. Má nhận không ra luôn.